Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Không khí Noel đã tràn ngập phố phường tại thủ đô Hà Nội rồi. Và ngày hôm nay thì tôi muốn đưa anh em đi xem một chiếc xe bán tải có cái màu sắc rực rỡ, có cái vẻ bề ngoài và kể cả ở bên trong đẹp và rực rỡ không kém gì Noel cả. Đó chính là chiếc Mitsubishi Triton Atlas. Chiếc xe này có những cái điểm gì mới so với những phiên bản cao cấp nhất của Triton trước kia? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay. Năm 2019, Mitsubishi lần đầu đưa ngôn ngữ thiết kế Dynamic CU lên Triton, biến một chiếc xe bán tải mạnh mẽ, bền bỉ nhưng cục mịch ngày nào trở nên thực sự hấp dẫn hơn rất nhiều. Tới năm 2020, trước đòi hỏi bán tải không chỉ là một chiếc xe xù xì, việt dã mà còn phải nhiều công nghệ và mang tới cho khách hàng sự hưởng thụ, thì hãng xe Nhật Bản tiếp tục đưa lên gói trang bị an toàn chủ động và đặc biệt là hệ dẫn động Super Select 2 với khóa vi sai trung tâm duy nhất trong phân khúc. Tới năm 2021, Mitsubishi Triton giờ đây không chỉ đẹp, không chỉ nhiều công nghệ mà còn cá tính và ấn tượng hơn rất nhiều với phiên bản Atlas. Như vậy giờ đây, Mitsubishi Triton sẽ được phân phối tại Việt Nam với tổng cộng là 3 phiên bản với mức giá lần lượt là 630, 760 và 885 triệu đồng. Hai phiên bản Atlas 1 cầu và 2 cầu sẽ thay thế cho hai phiên bản 2.4 Premium cũng tương tự là 1 cầu và 2 cầu như trước kia. Và phiên bản cao cấp nhất này đang đứng cạnh tôi ngày hôm nay sẽ có mức giá thay đổi là tăng 20 triệu so với phiên bản cũ. Ở phía bên ngoài, ngoại thất, cá tính và thể thao rất nhiều. Tất cả những cái chi tiết ốp chrome bóng trước kia đều được thay bằng sơn đen bóng. Mặt ca lăng này, cản trước, cản sau, rồi chiếc xe này còn có thêm cả vè lốp đi theo xe luôn. Gương cũng được chuyển sang màu đen. Rồi mâm thay vì màu chrome bóng cũng chuyển sang màu sơn đen luôn và vẫn giữ nguyên cách tạo hình cũ và kích thước 18 inch. Tất cả những cái chi tiết màu đen ở phía bên ngoài này kết hợp với cái màu sơn da cam thực sự là khiến cho chiếc xe trông ấn tượng hơn rất nhiều. Và ngày hôm nay chúng tôi là bắt buộc kiểu gì kiểu cũng phải sang bên Mitsubishi Trung Thượng ở Tôn Thất Tùng để có cái màu cam này quay cho anh em xem. Chứ màu trắng thì cũng đẹp nhưng với cá nhân tôi, với cái khẩu vị của tôi thì tôi thấy rằng là cái màu cam này nó sẽ phù hợp nhất với những cái chi tiết sơn đen bóng ở phía bên ngoài. Giờ đây thì có cả cái vè cua lốp đi theo xe luôn. Đấy, anh em mua về là không phải lo độ đẽo nữa. Rồi cái thanh trang trí ở phía sau thùng cũng được lắp sẵn luôn. Tay nắm cửa được chuyển sang màu đen. Rồi tất cả những cái ốp viền xung quanh đều màu đen hết. Thực sự là với góc nhìn của một 9X như tôi thì đây là một chiếc xe mà nó thể hiện được một cái cá tính khi mà chúng ta quyết định là lựa chọn sẽ là trở thành chủ nhân. Hay ngay từ khi xuất xưởng thì hãng xe Nhật Bản cũng rất là hào phóng khi mà mang lên chiếc xe của mình cái chi tiết tem trang trí luôn. Đây cũng là cái mà tôi nhìn thấy anh em đi Triton độ rất nhiều này. Sơn đen vẩy, chéo chéo từ cửa ra hết phía sau thùng. Đây, tên xe và tên phiên bản Atlas. Rồi, bước vào phía sau, tất cả những chi tiết nắp thùng này, cản sau này, rồi đến cái tay nắm cửa ở phía đằng sau thùng cũng chuyển sang màu đen luôn. Vâng thưa anh em, nghe cái tiếng cửa nó uỳnh một phát và đó là sự sung sướng của những người đi bán tải. Anh em hãy thử, mình đang đi một chiếc xe đô thị trông nó yêu kiều, trông nó nhẹ nhàng, tình cảm, đi đâu phải lo giữ gìn xe và chuyển sang một chiếc xe gầm cao kiểu bán tải như thế này và lên xe đóng cửa vào. Đó, nó là một cái cảm giác nó rất là thanh niên, nó rất là manly. Nếu ở phía bên ngoài, những cái chi tiết nâng cấp có thể là anh em đã nhìn thấy quen thuộc ở đâu đó rồi. Vì thực sự là những anh em mà đi Triton hay là đi bán tải nói chung thì rất hay có những cái bài độ tương tự như những cái nâng cấp ở phía bên ngoài của cái phiên bản Atlas này. Nhưng bước vào bên trong thì có thể không nhiều người đã nhìn thấy những cái hình ảnh, những cái không khí mà nó có một cái gì đó nó hơi vượt ra ngoài là bán tải và nó trở thành một chiếc xe mà nó đạt được một cái độ hưởng thụ, một cái độ điệu đà và tỉ mỉ tới từng chi tiết. Nổi bật nhất đó là những cái mảng da màu cam ở trên ghế này, rồi được bọc ở nội thất nữa, trên bệ tì tay hay là ở cái yên ngựa này với cái ốp ở hai bên. Rồi nhỏ và tiểu tiết hơn nữa như là những cái chỉ khâu ở trong nội thất cũng được chuyển sang màu cam cùng màu với cả
cái da ghế này hay trên phần ghế ngồi, quý vị sẽ nhìn thấy cái tên của phiên bản này được thêu ở ngay phía sau lưng của người ngồi, đó là chữ Athlete. Còn lại thì cách tạo hình rồi một số những cái trang bị khác vẫn như ở trên phiên bản cũ thôi. Như ở đây thì có thể nhìn thấy là lẫy chuyển số ở dưới vô lăng này, màn hình LCD có khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay này, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập này, rồi những cái nút bấm của những cái tính năng như là khóa vi sai cầu sau, chuyển từ chế độ 2H, 4H, 4HLC và 4LLC. Rồi tất bật những cái tính năng phanh tay đặt ở phía bên này. Rồi đây là cái cốc để đựng tàn thuốc lá. Gương chiếu hậu chống chói tự động. Ở phần táp ly cửa cũng được điểm xuyết cái chi tiết ốp da và thêu chỉ màu cam. Bước ra không gian của hàng ghế thứ hai thì quý vị sẽ nhìn thấy ngay cái ưu thế của Triton so với mặt bằng chung của bán tại thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại, đó là độ ngả của hàng ghế thứ hai. Với cái cách thiết kế mà quý vị có thể nhìn thấy ngay từ phía bên ngoài, đó là cái khoang cabin phía trước này được làm vát vát theo kiểu hình chữ Z. Đó thì sẽ khiến cho cái độ ngả của lưng ghế gần như là tốt nhất ở trong phân khúc bán tải ở Việt Nam thời điểm hiện tại rồi. Các cái không gian ở phía trước cũng rộng rãi, thoải mái. Rồi có một chi tiết cũng là duy nhất trong phân khúc nữa, đó là cửa gió điều hòa ở trên trần có khả năng điều chỉnh cái hướng gió thổi xuống phía dưới. Còn lại thì vẫn là những cái chi tiết như là bọc da màu cam ở hàng ghế này, rồi những chi tiết chỉ thêu màu cam. Đó là những chi tiết thay đổi của phiên bản Athlete so với những cái phiên bản thông thường trước kia. Còn lại thì chiếc xe bán tải của nhà Mitsubishi vẫn duy trì những cái ưu điểm giống như trên phiên bản cũ. Động cơ diesel 2.4 Mivec, hộp số tự động 6 cấp và có cả lẫy chuyển số trên vô lăng. Hệ dẫn động Super Select 2 với 4 chế độ gài cầu gồm 2H, 4H, 4HLC, đó là hai cầu nhanh với khóa vi sai trung tâm, hay là 4LLC, đó là hai cầu chậm với khóa vi sai trung tâm và có cả khóa vi sai cầu sau, cùng với 4 lựa chọn những chế độ vận hành như là sỏi, bùn, cát, đá, tương tự như chiếc Pajero Sport mà chúng tôi đã hai lần mang đi phượt. Đây là chiếc xe có khóa vi sai trung tâm duy nhất trong phân khúc với khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa 2H và 4H ngay ở vận tốc cao lên đến là 100 km/h, giúp cho xe vận hành linh hoạt hơn, tương tự như là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD, giúp tăng độ bám khi đi ở trên đường trơn trượt. Và thực sự cái chế độ này nó hoạt động như thế nào chúng tôi cũng đã nói khi mà sử dụng Pajero Sport rồi. Rồi gói trang bị an toàn chủ động với những cái tính năng hỗ trợ người lái, tăng thêm khả năng an toàn và tăng thêm những cái trải nghiệm lái, nó thực sự là nó nhàn nhã và dễ chịu hơn khi chúng ta đi ở những cung đường dài. Và tất cả những cái tính năng an toàn đó thì chúng tôi cũng đã từng thử nghiệm, đã từng đem lên chiếc Mitsubishi Pajero Sport, một người anh em cùng nhà với Triton, với khối động cơ rồi là với những cái trang bị an toàn tương tự giống như trên chiếc bán tải này. Thì nếu quý vị quan tâm tới việc là một chiếc xe của Mitsubishi với động cơ dầu và với những cái tính năng an toàn chủ động như vậy, nó thực sự nó hoạt động như thế nào ở ngoài thực tế, thì có thể tìm lại những video mà chúng tôi đã đi cùng với Pajero Sport. Tất nhiên là khi đi một chiếc SUV và đi một chiếc bán tải thì nó cũng sẽ có ít nhiều những cái trải nghiệm khác biệt. Thì hy vọng rằng là ở một thời gian gần nhất tiếp theo tới đây, chúng tôi có thể có điều kiện để trải nghiệm vận hành chiếc Mitsubishi Triton này để mang tới cho quý vị những cái nhìn nhận nó thực sự nó chính xác, nó gần gũi hơn. Như vậy trong video ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những cái sự thay đổi trên mẫu Mitsubishi Triton Athlete. Tổng kết lại thôi thì tôi vẫn thấy đây là một chiếc xe thực sự nó cá tính, từ những cái chi tiết điểm xuyết rất nhỏ bên ngoài rồi đến những cái mảng da màu cam thay đổi mà tôi phải dùng từ là rất táo bạo ở phía bên trong. Rồi vẫn là những cái ưu điểm đã được duy trì từ những cái phiên bản trước rồi. Thì thực sự là Triton giờ đây đã trở thành một chiếc xe mà nó hấp dẫn hơn rất nhiều. Và chắc chắn rằng là đây là một cái lựa chọn mà rất đáng để anh em tham khảo nếu đang có nhu cầu mua bán tải ở thời điểm cuối năm như thế này. Anh em nghĩ sao về Mitsubishi Triton Athlete với những cái thay đổi này và mức giá tăng 20 triệu đồng thì theo anh em nó có thực sự là xứng đáng hay không? Hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe cũng như bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Xin chào và hẹn gặp lại.